Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình đi chơi chợ Vũ Thư các bạn nhé. Chợ này thì ngay gần thị trấn Vũ Thư các bạn ơi. Bây giờ thời điểm là hơn 5 giờ. Bây giờ 5 giờ 20 rồi các bạn. Giữa tháng 10 này là thời tiết trời rất là nhanh tối. Đây, trời đã âm u rồi các bạn ơi. Sau đây thì mình sẽ quay không khí buổi chợ chiều tháng 10 tại thị trấn Vũ Thư cho các bạn xem nhé. Đến chiều thì chợ ở khu vực này rất là nhộn nhịp các bạn. Rau củ quả, hàng thịt, hàng cá rất là nhiều. Sang cái khu hàng cá này, khu dưới này thì khá là ướt át các bạn ạ. Dưới này thì cũng có rất là nhiều những quán bán hàng, quán cóc, quán nhỏ nhỏ người dân. Người dân này họ bán những cái hàng cóc nhỏ nhỏ như này là bán rất là rẻ các bạn. Dưới này họ bán hoa quả này, cá khô này. Ok, sau đây thì mình sẽ quay lại một vòng nữa cho bạn xem không khí của chợ thị trấn Vũ Thư buổi chiều muộn giữa tháng 10. Bây giờ đã hơn 5 giờ 20, trời khá là nhanh tối các bạn. Mình sẽ cố gắng quay video nhanh nhất có thể cho các bạn xem không khí của chợ. Khu vực này là bán hoa, bán hàng tạp hóa các bạn nhé, hoa quả rồi đồ hàng mã này. Đấy, dưới khu này họ bán rất là nhiều hoa quả, hoa tươi. Chợ cũng trung bình nữa các bạn ơi, cũng không nhỏ nhưng cũng không quá to, cũng rất là nhiều thứ để mua. Ok, bây giờ mình đã ra gần bên ngoài cổng chợ rồi.
là cửa chợ.